好。 Này xe tải nó nấu được đâu, canh mưa rồi, nó canh thủ. Xin chào bà con, thì hôm nay tiếp tục với vườn sầu riêng Dona. Hôm trước mình thu hoạch ở tại cái vườn này. Hôm trước là mình dùng xe tải để chở nha. Hôm nay nói chung là thời tiết nó cũng mưa, thì đang thu hoạch và đăng ký tại nhà vườn đây. Thì dùng chiếc công nông máy cày ở Đắk Lắk đây. Nói chung là nếu đối với những bà con nông dân ở năm tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước á, thì đa số họ dùng công nông để chở những quả sầu riêng này đối với những cái khu vực mà lầy lội nè, mưa nè, nói chung không thể nào đi xe tải xuống chở được, hoặc những cái xe chuyên dụng để chở sầu riêng được. Thì đây là chiếc công nông á, mình sẽ đi quay cho các bạn một con xem chiếc công nông này. Nói chung có bô lăng này đủ nha các bạn. Đây là nông dân Đắk Lắk chúng ta đang bắt đầu tiến hành là xếp gần 1.000 ký sầu riêng trên chiếc công nông này. 1.000 ký hay gọi là 1 tấn, gần 1 tấn trên chiếc công nông này, chắc thành những núi sầu riêng trên chiếc công nông này. Thì cái này mình quay rất là dài, trừ tiết mà căng xếp lên tới lúc mà vận chuyển ra gặp thời tiết mưa và dùng tời để kéo lên, nói chung là vận chuyển rất khó thật sự đối với bà con nông dân Đắk Lắk chúng ta. Vào mùa mưa mà đặc biệt á, nếu mà thu hoạch sầu riêng á, để vận chuyển rất là khó, phải giữ gìn được cái sầu riêng nó không bị dập gai nữa, khi ra đó bán đi thì người mua người dùng họ mới thích, chứ còn người ta không nâng niu, không gìn giữ được á, sầu riêng người ta bị dập ra thì dẫn đến người mua họ sẽ không thích nữa. Nên cái đó là cái khó đối với bà con nông dân, đối với những người mà mua sầu riêng. Thì đó là mình sẽ quay toàn bộ quá trình mà chắc xếp cái quả sầu riêng này lên chiếc công nông, và khi vận chuyển ra sẽ dùng tời. Nói chung clip mình quay rất là dài nha, ở đâu clip mình thấy không, các bạn thấy rồi đó, dù nó dùng tời rồi. Nói chung hôm nay mình quay rất là chi tiết về công tác thu sầu riêng và dùng chiếc công nông chở 1.000 ký sầu riêng khỏi hố lầy. Bạn xem và bà con nông dân xem, nói chung là vườn sầu riêng này hôm trước mình cũng quay bạn xem rồi, rất là đẹp, trái đều tròn. Hôm nay mình quay lại, hôm nay là cũng thu hoạch lần hai, nói chung cũng hết vườn rồi. Thì sầu riêng đa số chúng ta thu hoạch khoảng 2-3 vụ trên mùa, có nghĩa là thu hoạch 2-3 vụ trên mùa là chúng ta hết sạch đám. Thì cái đám này cũng thu hoạch là vụ cuối rồi. Thì con nhìn các bạn xem á, trời cũng âm u rồi, cũng đang tranh thủ trời nắng, tranh thủ xếp cho nhanh để qua khỏi đi, khỏi gặp mưa. Mà chắc chắn một điều mình nghĩ sẽ đi lên sẽ bị gặp mưa rồi, nên các bạn cứ theo dõi nha. Trong công tác này mình rất là hướng dẫn nông dân rất kỹ, sau khi mà xếp xong rồi tiến hành sẽ là dân bạc phủ trên sầu riêng để chúng ta khỏi bị rơi va rớt dọc đường nếu đi thời tiết mưa trơn trượt đó. Thì đó là toàn bộ những công tác mình hướng dẫn cho các bạn và nông dân chúng ta có những vùng họ thu hoạch sầu riêng á, ở những vùng miền Tây rồi á, họ sẽ so sánh so với vùng Đắk Lắk hay là Đồng Nai rồi á, thì công tác vận chuyển của những vùng đó có giống trên Đắk Lắk của chúng ta không. Thì cái này mình chia sẻ theo quan điểm của mình cho các bạn con nông dân xem và tham khảo về cái vườn sầu riêng Dona của bà con nông dân ở khu vực Đắk Lắk này. Các bạn nhớ theo dõi hết clip nha, clip này rất là dài, quay khúc sau là khúc mà vận chuyển mà chở đi á, cái đó là cái quan trọng nhất nha. Cái mà chở đi á nó hấp dẫn vì đường nó trơn trượt, mà làm sao chúng ta vận chuyển gần một tấn sầu riêng này không bị vơi. Và đặc biệt bà con phải để ý một cái quan trọng nha, xếp sầu riêng chiếc công nông bà con phải xếp cho cẩn thận, vì đi không sẽ bị lắc, dễ bị rơi sầu riêng, và chắc chắn nó khuôn không bị dập. Và mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn về công tác chắc nè, xếp nè, rồi phủ bạc nè. Thì mình cũng làm rất là chi tiết cho các bạn, vì mùa sầu riêng này thật sự nông dân chúng ta rất, ai cũng rất thích ngắm những quả sầu riêng này, những núi sầu riêng trên chiếc công nông. Nhưng rất là đều, chiếc này là xếp rất thấp. Sắp tới mình sẽ quay những clip mà xếp những quả sầu riêng
Thái, Đô Na và Măng Thon, nó tùy màu mỗi khu vực bà con nông dân chúng ta xếp những núi sầu riêng này như thế nào. Thì thật sự là đây cũng đã xếp gần xong cái núi sầu riêng này rồi, cái công tác quan trọng nhất là chuẩn bị chúng ta vận chuyển lên đường nhựa để sang những chiếc xe tải họ để về những nơi đầu mối cung cấp cho bà con nông dân chúng ta. Thì đây nói chung đã xong một núi sầu riêng rồi đó. Nói chung núi này cũng còn thấp, gần đây mình đi những núi sầu riêng còn cao như thế này, to như thế này, nhưng những nông dân, những bà con thu hoạch chúng ta xếp rất là chi tiết nên tình trạng vận chuyển đi nó rất là đầy đủ và không bị dập, bị vơi, bị rớt ra ngoài. Đó các bạn xem thấy không, những núi sầu riêng nhìn rất là thích, rất là đẹp. Thì công tác bây giờ chúng ta phủ bạt cho kính, chúng ta cột đều hết. Sau cột xong chúng ta nổ máy lên và tiến hành di chuyển. Thì mình sẽ quay từ các bạn xem rất chi tiết đó. Phủ bạt chúng ta cột rất là chi tiết, trong nông dân chúng ta rất kỹ đó. Vì lúc này lúc lấy tiền rồi mà, lấy tiền xong giờ phải nâng niu nó đến với bà con nông dân chúng ta, đến với người tiêu dùng cho nó thật là có năng suất. Và con phủ bạt nhớ là phủ cho nó cứng nha, hai bên cho cứng á, chúng ta dăng cho kỹ đi. Nhất dăng này là không bị rơi ra, cái thứ hai nó không bị mưa ướt nữa, cho đầy đủ cho các bạn xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi video của mình nha, mình sẽ quay chiếc công nông này cho đến lúc phi chuyển ra sang xe. Xin cảm ơn các bạn và con đã theo dõi nha, các bạn cứ theo dõi clip nha, clip quay rất là dài chi tiết á. Công tác bây giờ là nổ máy lên thôi và tiến hành di chuyển. Vô số chậm chạy nữa vô. Này xe tải nó đâu được đâu, canh mưa rồi nó tranh thủ.
cái đàn hết tàu nữa. Hai lần này hết tồi luôn á. Lần này nữa hả? Cây đây nè. Tơi đầu chiều. Tơi chiều à.